phim ca nhạc của nữ ca sĩ Ngọc Anh, bài Toán Chuyện Chúng Mình. Mặc dù tháng mưa nhưng mà trời thương hai đứa, cho nên là ông trời rất là mát, cái là đẹp, rất là trong lành, không khí rất là đẹp để quay những thứ phim đặc sắc. Đó, hai ba bước đi. Lui lui nữa. Cái quần cái dính sợi chỉ bên hông nè. Không còn mà người ta ơi. Khi nào nè anh Thanh, nè nghe nè, tập trung nghe nè. Chào cả nhà thân thương. Hôm nay Khu Hy Vũ với Ngọc Hân bấm máy cho một cái phim truyện ca nhạc. Chủ đề là bài Toán Chuyện Chúng Mình. Bài hát này một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng. Trương Phi Hùng viết độc quyền cho Ngọc Hân với Khu Hy Vũ. Và đặc biệt là pha lẫn vào một kịch bản, nó mang tính chất cổ điển một chút xíu. Chắc chắn là vì sẽ đã trải lòng với những sản phẩm mà nó đương đại nhiều quá rồi đúng không ạ? Thì bây giờ cho phép Ngọc Hân với Khu Hy Vũ phối hợp với đạo diễn Minh Huy sẽ cho một cái cảm xúc mới trong một bài hát ta gọi là thời biểu chánh đúng không Ngọc Hân? Em nghĩ chắc là rồi. Bây giờ thì cái ngày quay hôm nay về cái phim truyện ca nhạc bài Toán Chuyện Chúng Mình thì Ngọc Hân có đôi lời gì nói với gia đình không? Nói chung là đầu tiên là cảm ơn đạo diễn Minh Huy, anh đã thức ngày thức đêm để viết ra một cái kịch bản mà theo ý của Ngọc Hân. Cái ý tưởng của Ngọc Hân thì anh Huy hiểu được và nắm bắt được, thì sẽ liên kết được từ cái câu chuyện đến cái bài hát mà của anh nhạc sĩ Trương Phi Hùng đã viết độc quyền cho Ngọc Hân, cũng có những cái ý tưởng của Ngọc Hân luôn. Thì lần đầu tiên Ngọc Hân mà nghe nói là cái kịch bản này Minh Huy viết cho Ngọc Hân bị te tua lắm đúng không? Đúng rồi, hình như là hơi bị te tua luôn. Te tua rất là thê thảm, cái tính cách của nhân vật này chắc có hẳn là khi mà cái MV phim ca nhạc bài Toán Chuyện Chúng Mình kỳ này ra là gia đình sẽ dành tình cảm cho nữ ca sĩ Ngọc Hân nhiều lắm đây. Và bí mật thêm một chút xíu nữa là cái MV ca nhạc bài Toán Chuyện Chúng Mình này sẽ được phát hành trên Bob Music Award vào trung tuần tháng 7. Cả nhà nhớ đó ủng hộ. Trung tuần tháng 7 là giữa tháng 7 đó, biết chưa trời. Cũng không biết nói gì hơn là Ngọc Hân hy vọng là ra mắt một cái sản phẩm phim truyện ca nhạc này sẽ được đại gia đình thân thương mình đón nhận. Nếu mà được đón nhận giống như một cái album của Khu Hy Vũ vừa ra mắt và được phát hành trên YouTube và Bớt, thì được giống như vậy thì hy vọng là sẽ có tập 2 nữa sẽ gửi đến cho đại gia đình thân thương. Ý là nó muốn xin vài triệu lượt view đó trời. Nhưng mà chắc nghĩ là Vũ nghĩ là sẽ được nhiều người yêu thương hơn, tại vì cái sản phẩm bây giờ xong chưa được nhiều sự nó hoài vậy trời, được nhiều sự nhiều tâm huyết, nhiều quay kìa tư duy của tất cả một ekip để thực hiện cho cái MV ca nhạc bài Toán Chuyện Chúng Mình này. Đạo diễn hối rồi, thôi chúng em chào cả nhà, nhớ theo chân Vũ với Hân và ủng hộ nhiều hơn nha, cảm ơn nhiều lắm. 2, 1 diễn đi. Nam vượt ngày bước kéo lại nam. Thôi kiếp lung đông, tương tư chỗ lâu.
dẫu ca rằng tình dương thì nhớ